Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tỉnh đoàn Vĩnh Phúc đang rất thành công trong việc đưa đoàn viên thanh niên đi xuất khẩu lao động, làm việc ở nước ngoài, đặc biệt tại hai thị trường chính là Đài Loan và Nhật Bản. Trong chuyên mục Thanh niên Vĩnh Phúc kỳ này, chúng tôi có phóng sự đề cập đến vấn đề này. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Trong nhiều năm trở lại đây, xuất khẩu lao động đã trở thành phong trào và là hướng đi mới, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập, thậm chí là làm giàu cho các gia đình tại nhiều vùng quê trên cả nước. Tại Vĩnh Phúc, để góp phần giải quyết việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp, dư thừa lao động và giảm nghèo bền vững, những năm qua, tỉnh ta đặc biệt chú trọng phát triển công nghiệp dịch vụ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, tăng cường công tác đào tạo, nâng cao trình độ, tay nghề cho người lao động và đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu lao động sang thị trường các nước truyền thống cũng như các nước tiềm năng. Đặc biệt, với sự quan tâm chỉ đạo và vào cuộc mạnh mẽ của Ban Chỉ đạo Xuất khẩu Lao động tỉnh với mục tiêu xác định xuất khẩu lao động là một trong những hướng giải quyết việc làm, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững và thu thêm nguồn ngoại tệ về cho địa phương. Tính chung, trong 6 tháng đầu năm 2016, toàn tỉnh Vĩnh Phúc đã giải quyết việc làm cho gần 14.000 lao động, tăng hơn 11% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, có trên 13.000 lao động được giải quyết việc làm trong nước, gần 700 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Để có được kết quả quan trọng đó, không thể không nhắc đến vai trò của tổ chức đoàn thanh niên trong việc tuyên truyền vận động và tuyển dụng đào tạo đưa thanh niên đi xuất khẩu lao động tại nước ngoài, mà trực tiếp là Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh niên tỉnh. Được thành lập từ năm 2007, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh niên tỉnh Vĩnh Phúc, tiền thân là Trung tâm Giới thiệu Việc làm Thanh niên, với chức năng nhiệm vụ chính là tư vấn giới thiệu việc làm cho người lao động, thu thập, phân tích và cung cấp thông tin về thị trường lao động, dạy nghề theo quy định của pháp luật, hợp tác đào tạo xuất khẩu lao động. Bên cạnh việc làm tốt công tác tư vấn, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho đoàn viên thanh niên trong tỉnh, từ năm 2012 đến nay, nhận thấy phong trào đưa thanh niên đi xuất khẩu lao động không chỉ giúp thanh niên thoát nghèo, làm giàu chính đáng mà còn góp phần giúp các lao động sau khi hết hạn trở về Việt Nam được nâng cao tay nghề cũng như trang bị kỹ năng, tác phong làm việc chuyên nghiệp và khoa học, để họ có cơ hội tìm kiếm những công việc tốt tại Việt Nam. Để thực hiện hóa được mục tiêu đó, những năm qua, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh niên Vĩnh Phúc đã tham mưu với lãnh đạo tỉnh đoàn triển khai nhiều hoạt động về tuyên truyền, tư vấn, tuyển dụng và đào tạo ngoại ngữ, giáo dục định hướng cho các thanh niên đi xuất khẩu lao động tại các thị trường như Nhật Bản, Đài Loan. Những năm qua thì chúng tôi cũng đã tăng cường công tác tập huấn kỹ năng cho các đội ngũ làm tư vấn viên, thế rồi và đi các cơ sở để tổ chức các buổi tuyên truyền nói chuyện và tập huấn cho đội ngũ của mình ở cấp cơ sở. Cùng với đó thì chúng tôi đa dạng hóa các hình thức về tuyên truyền, công tác tuyên truyền và sử dụng trong thời gian vừa qua, thì đặc biệt trong thời gian gần đây với tốc độ phát triển của công nghệ thì chúng tôi cũng đã đưa cái nội dung về các phương tiện truyền thông trên các hệ thống mạng, các hệ thống truyền thông thông tin ở trên các trang mạng rồi các báo điện tử, và chúng tôi cho rằng là cái phương tiện này cũng là hết sức hiệu quả. Những ngày này, chúng tôi có dịp trở lại xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, một trong những địa phương tiêu biểu của tỉnh trong phong trào tuyên truyền vận động đưa người đi xuất khẩu lao động. Đến nay, cả xã có gần 200 người ra nước ngoài làm việc. Thôn xóm nào của xã cũng có người đi xuất khẩu lao động, trong đó có nhiều lao động đã được Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh niên tư vấn, giới thiệu và đào tạo ngoại ngữ, giáo dục định hướng trước khi đi làm việc tại nước ngoài. Đi xuất khẩu lao động không chỉ góp phần tạo việc làm, giảm tỷ lệ lao động thất nghiệp mà có mức thu nhập cao, ổn định hơn so với làm việc tại địa phương. Những người đi xuất khẩu lao động còn góp phần làm thay đổi đáng kể bộ mặt của làng quê mình. Những tai tệ nạn được đẩy lùi, con cái được đầu tư nhiều hơn cho tương lai. Các ngôi nhà cao tầng khang trang, hiện đại mọc lên liên tục. Đời sống người dân ngày càng được cải thiện. Trong quá trình các đoàn viên thanh niên trực tiếp người lao động đi xuất khẩu lao động nước ngoài về, là đem lại cái nguồn kinh tế đảm bảo cái đời sống cũng là vật chất, đặc biệt là cũng giải quyết một số cái cơ sở vật chất gia đình như là cái xây nhà, sắm các cái thiết bị cần thiết. Ngoài cái việc lao động xuất khẩu về thì có tiếp tục là đoàn viên nhân lại tiếp tục đi tiếp tục lao động tiếp ở các nước khác, và đặc biệt là nhiều đoàn viên thanh niên về thì cũng có cái nghề chủ yếu là tiếng vào các công ty xí nghiệp trong địa bàn tỉnh, trong địa bàn huyện để tiếp tục tham gia lao động mà có cái nguồn lương tương đối cao.
xác định xuất khẩu lao động là một trong những hướng giúp thanh niên thoát nghèo bền vững. Với vai trò của mình, trong những năm qua, Đoàn Thanh niên xã Sơn Lôi cũng đã tích cực phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh niên tỉnh, tích cực và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thanh niên tham gia chương trình đi xuất khẩu lao động do tỉnh triển khai. Đây là công tác xuất khẩu lao động đối với thanh niên của chúng tôi thì hiện nay đang rất là tin tưởng với Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh niên tỉnh. Thường xuyên hàng quý chúng tôi đều có cả thanh niên lên trên, cử thanh niên lên trên nhau. Sau khi các bạn tôi đã trực tiếp đưa lên trên đó để được tư vấn thì sẽ có đến gia đình, động viên gia đình rồi là làm từ công tác tuyên truyền từ những người đầu tiên. Nói chung làm nó kết đối với người đầu tiên thì chúng tôi rất là vất. Thế nhưng mà sau khi được tin tưởng và cũng chúng tôi cũng đặt nhiệm vụ cũng rất là nặng nề đối với chúng tôi. Thế nhưng mà sau khi được tin tưởng rồi thì các bạn là rất là sẵn lòng, và thứ hai là gia đình cũng rất là tin tưởng đến thanh niên hiện giờ đấy. Để công tác đến vận động gia đình người thân thì thường xuyên hàng quý chúng tôi vẫn có hỏi thăm xem là đến hỏi thăm là đối với gia đình đoàn viên ấy, thì bạn ấy gửi được bao nhiêu tiền về. Gia đình thì có hỏi thăm là đợt này anh có hay nói chuyện đối với các bạn ở bên ấy không? Bởi vì là mình cũng thường xuyên nói chuyện với các bạn qua Zalo hoặc Facebook. Nhắc đến Sông Lô là chúng ta liên tưởng đến một huyện miền núi mà ở đó đời sống kinh tế của người dân còn gặp nhiều khó khăn, việc tiếp cận thông tin cũng như cơ hội tìm kiếm việc làm còn hạn chế hơn các địa phương khác. Thế nhưng đó là của những năm trở về trước. Giờ đây, Sông Lô ngày một thay da đổi thịt nhờ vào những chính sách phát triển một cách toàn diện trên các lĩnh vực của địa phương. Trong đó, đi xuất khẩu lao động cũng là một trong những giải pháp đạt được nhiều kết quả tích cực. Cùng với các cán bộ của Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh niên của tỉnh, chúng tôi đến thăm gia đình bạn Nguyễn Thị Hằng ở thôn Cẩm Bình, xã Tân Lập, huyện Sông Lô. Sau một năm đi làm việc tại Nhật Bản theo chương trình thực tập sinh kỹ năng, thời gian này Hằng được công ty tiếp nhận phía Nhật Bản cho nghỉ phép về Việt Nam thăm gia đình. Tiếp chúng tôi trong ngôi nhà khang trang với nhiều tiện nghi hiện đại, trên khuôn mặt của Hằng và bố mẹ em đều không thể giấu được niềm vui, sự phấn khởi. Nguyễn Thị Hằng là một trong nhiều thanh niên đăng ký đi tham gia, đi làm việc có thời hạn tại Nhật Bản thông qua Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh niên Vĩnh Phúc. Được làm việc tại một công ty chuyên về chế biến thực phẩm của Nhật Bản, với mức lương từ 25 đến 30 triệu đồng một tháng. Sau một năm làm việc, Hằng đã gửi được gần 300 triệu đồng về cho gia đình, để gia đình đầu tư phát triển kinh tế tại địa phương. Đồng thời số nợ gia đình vay để lấy kinh phí cho Hằng đi xuất khẩu lao động, trước đó đến nay đã được trả hết. Môi trường làm việc thì nó thuận lợi, nó không có vất vả như ở Việt Nam. Mình lương của mình ở bên đấy so với ở Việt Nam thì nó cao hơn và giúp chi phí cho gia đình nó thoải mái hơn một chút, giúp đỡ được bố mẹ khó khăn đỡ hơn trước. Nếu như có rất nhiều bạn trẻ lựa chọn đi xuất khẩu lao động tại nước ngoài là hướng đi làm giàu trong tương lai của bản thân, thì đi du học, vừa học vừa làm tại Nhật Bản lại là lựa chọn cho những bạn mong muốn có cơ hội trải nghiệm trong những môi trường giáo dục hiện đại và chất lượng cao, đồng thời sẽ giúp họ tìm kiếm được cơ hội việc làm tốt hơn trong tương lai. Đó cũng là quyết định của cô gái trẻ Trương Thị Thu ở xã Ngũ Kiên, huyện Vĩnh Tường, lựa chọn khi quyết định sang với đất nước mặt trời mọc Nhật Bản. Xác định rèn luyện ở môi trường Nhật Bản sẽ là con đường bền vững phát triển về sau này. Thu chia sẻ, hiện tại sẽ tập trung vào việc học tập để sau này có thể thành công trên con đường đã chọn. Nếu mà đi lao động ấy, thì bạn chỉ có một con đường, đó là lao động thôi. Thì sau khi hết 3 năm lao động hoặc là thời hạn có thể nhiều hơn thì có thể là bạn sẽ kiếm được tiền luôn, gửi được luôn tiền để mang về nhà cho bố mẹ. Nhưng mà khi mà bạn đã về nước ấy, thì tiếng bạn không có, bạn không có bằng cấp thì khi đó bạn về bạn sẽ làm gì? Còn nếu mà đi du học ấy, tiền nó không kiếm được ra được nhanh. Nhưng nếu mà bạn biết đầu tư, biết suy nghĩ, bạn tập trung vào việc học trước. Như là khi bạn đã sang Nhật thì bạn phải xác định rõ là bạn đi học hay bạn đi làm. Còn nếu như bạn song song cả về học về làm, cái đấy là điều rất khó. Những người mà thực hiện được cái đấy thì chắc 1.000 người, chắc độ khoảng được mấy người thôi. Cái đấy là điều rất là khó. Còn nếu mà để sau này mà để về nước mà có tương lai phát triển hơn ấy, thì tốt nhất là bạn nên đi theo con đường du học. Mà đã đi du học ấy, thì chủ yếu là bạn tập trung việc học cho mình. Khó khăn và thuận lợi đều là hai từ mà các bạn trẻ nghĩ đến đầu tiên khi quyết định xuất khẩu lao động.
Song khi được giúp đỡ và học tập tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh niên tỉnh, khó khăn đã được khắc phục, thuận lợi đã được nhân lên. Với Hằng và Thu, để có được như ngày hôm nay, không thể không nhắc đến sự đồng hành của Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh niên tỉnh. Khi mà học ở trung tâm ạ, thì các quy định và các kỷ luật của trung tâm thì đặt ra rất là tốt. Khi mà sang Nhật ấy ạ, thì áp dụng rất là tiện lợi, không quá hà khắc. Khi mà lúc mà em mới học thì cảm thấy là mấy cái quy định này rất là hà khắc với bọn em, nhưng mà khi mà đi sang bên đấy ạ thì cảm thấy là quen dần. Song song với việc đẩy mạnh và đổi mới các hình thức tuyên truyền, tư vấn, tuyển dụng và nâng cao chất lượng đào tạo ngoại ngữ, giáo dục định hướng cho các thanh niên đi xuất khẩu lao động, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh niên tỉnh cũng xác định việc hỗ trợ người lao động hoàn thiện các thủ tục pháp lý trước khi xuất cảnh, cũng như các vấn đề về tài chính của lao động hay các vấn đề phát sinh trong quá trình lao động làm việc tại nước ngoài là những nhiệm vụ quan trọng, góp phần xây dựng uy tín và thương hiệu của trung tâm. Trong 3 năm, từ năm 2012 đến năm 2015, trung tâm đã phối hợp với các ngân hàng trên địa bàn tỉnh giải ngân hơn 20 tỷ đồng cho 153 lao động có nhu cầu vay vốn đi xuất khẩu lao động. 100% lao động đi xuất khẩu lao động qua trung tâm được hỗ trợ hoàn thiện các thủ tục như làm hộ chiếu, visa, khám sức khỏe theo quy định, hoàn thiện hồ sơ nhận kinh phí hỗ trợ học ngoại ngữ và giáo dục định hướng theo chính sách của tỉnh. Có thể nói, việc đồng hành cùng người lao động trong cả quá trình tham gia đi xuất khẩu lao động là một trong những ưu việt của trung tâm. Điều đó thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm và tâm huyết của tập thể cán bộ lãnh đạo trung tâm dành cho người lao động. Phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian tới, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh niên tỉnh nói riêng và tỉnh đoàn nói chung sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, tuyên truyền xuất khẩu lao động, đồng thời tạo sự liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp xuất khẩu lao động với các trung tâm giới thiệu việc làm, các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn, nhằm đào tạo lao động có tay nghề, kỷ luật trước khi đi xuất khẩu lao động. Trong các năm tới, chúng tôi tập trung và sẽ đưa cái kế hoạch này vào cái hướng hiện thực hơn để cho nó phù hợp với thực tiễn. Đặc biệt là chúng tôi sẽ tăng cường hơn công tác tư vấn và tập huấn cho đội ngũ tư vấn viên và đội ngũ là cán bộ đoàn cấp cơ sở, để từ đó anh em có những cái trang bị, những cái kiến thức tốt nhất để có thể là đến với người dân bằng cái nhiệt huyết, nhưng mà có đảm bảo về kỹ năng, đảm bảo về cái tư vấn để cho người dân tin tưởng hơn nữa đối với tổ chức đoàn. Và cũng rất là mong muốn rằng là qua cái công tác tư vấn và công tác chỉ đạo của tỉnh đoàn thì đội ngũ tư vấn viên cũng như đặc biệt là đội ngũ cán bộ cơ sở sẽ nhận được những cái cảm hứng từ cái việc là mình mang lại lợi ích gì cho thanh niên, để tăng cường hơn cái kiến thức và cái trách nhiệm của mình trong vấn đề tuyên truyền tới từng đoàn viên thanh niên về cái lợi ích có được và có những cái bám sát và chỉ đạo thường xuyên hơn trong vấn đề tư vấn định hướng nghề nghiệp nói riêng và tư vấn về xuất khẩu nói chung. Có thể nói, hiệu quả của hoạt động đưa thanh niên tỉnh Vĩnh Phúc đi xuất khẩu lao động của Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh niên tỉnh trong những năm qua đã được khẳng định rõ nét. Kết quả này một lần nữa khẳng định vai trò và vị thế của tổ chức đoàn thanh niên tỉnh đối với đoàn viên thanh niên trong lĩnh vực nghề nghiệp và việc làm. Đồng thời, đi xuất khẩu lao động đã góp phần quan trọng cho một bộ phận không nhỏ thanh niên của tỉnh thoát nghèo bền vững và làm giàu chính đáng cho gia đình và bản thân. Từ đó, chung tay xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển bền vững. Chuyên mục Thanh niên Vĩnh Phúc kỳ này xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.